Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây hình làm một cái video clip nói với anh em về vấn đề thay màn hình cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra anh em. Đây, màn hình ha. Rồi, điều này máy này có một cái đặc biệt là anh em thấy đây đằng sau nó màu trắng mà cái bộ khung màn hình này hình lại thay màu gold, màu đồng ha. Đó, thì vấn đề của chiếc máy này như sau, tất cả những máy hình đăng ở trên clip của mình, channel của mình đều là máy người thật việc thật hết nên là anh em xài anh em sẽ cảm thấy nó rất là gần gũi với những cái vấn đề anh em có thể gặp phải nha. Máy này của bạn trai này mang máy đến cho mình trong tình trạng là màn hình nó không lên gì hết và mặt lưng sau thì bể vỡ như vậy đây. Đó, và máy bị vô nước, màn hình bị vô nước khi mà bạn mang qua là với mong muốn là ép cái cổ cáp màn hình thử coi nó lên không. Nhưng mà màn hình nó vô nước, nó mục mạch hết trơn. Lúc mà hình mở ra cái mặt màn hình nó mục, nó rã rời hết nên là không có giải quyết được nha. Đó, nên là bắt buộc phải thay nguyên một cái màn hình mới. Thì xung quanh cái vấn đề ép cổ cáp thì hình lưu ý với anh em như thế này. Màn hình khi mà đã vô nước chúng ta sớm đi xử lý sớm đó, anh em đừng có để lâu, anh em càng để lâu cái mặt nó càng cháy lan, nó mục nhiều, nó càng khó mà ép cổ thành công được. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề thay màn hình thì Thịnh đã báo với em trai này một số cái phương án về cái giá cả thay màn hình. Thì anh em cũng biết là bộ màn hình của nó 20 Ultra thì không thể nào mà rẻ được đó. Tuy nhiên nhưng mà Thịnh cố gắng, Thịnh tìm cho em nó một bộ màn hình bóc máy đó, còn nguyên một cái bộ khung màu đồng như thế này luôn đó, để mà đạt được cái tối ưu về mặt chi phí. Mà thì sau khi mà em nghe cái mức giá Thịnh nói Thịnh sẽ cố gắng kiếm cho em thì em đồng ý thay màn hình ha. Đó, thì anh em nào đang xài cái dòng Note 20 Ultra này thì Thịnh lưu ý với anh em cái vấn đề này, đó là xung quanh những cái dịch vụ sửa chữa liên quan tới màn hình của Note 20 Ultra chúng ta có thể tóm tắt thành 3 nhóm dịch vụ chính. Một đó là thay mặt kính hay còn gọi là ép kính, hai đó là ép cổ cáp, và ba đó là thay mới nguyên một bộ màn hình. Đó, cái việc mà thay mới nguyên một bộ màn hình nó giải quyết cho anh em tất cả những vấn đề xung quanh lỗi màn hình. Đương nhiên là bể kính thì thay mới nguyên bộ màn hình, nó có sẵn cái kính mới luôn như thế này đây. Đó, thì chỉ có cái rằng thay mới nguyên một bộ màn hình thì giá nó sẽ cao nhất. Đó, nên là chúng ta mới ra đời những cái dịch vụ để mà giảm cái chi phí sửa chữa, ví dụ như thay mặt kính hoặc là ép cổ cáp. Rồi, thay mặt kính thì trong cái trường hợp màn hình anh em bể vỡ cái lớp kính bên ngoài nhưng vẫn hiển thị lên hình ảnh bình thường, vuốt chạm cảm ứng bình thường, không có sọc nhòe, không có chảy mực gì hết thì gọi là thay mặt kính. Còn ép cổ cáp là trong những trường hợp màn hình anh em bị xanh, bị trắng hoặc là mất hình hoàn toàn nhưng không rơi rớt bể vỡ gì hết và thông thường là do vô nước, thì lúc đó chúng ta sẽ ép một cái cổ cáp màn hình mới đó để coi nó phục hồi lại được hay không, đó gọi là ép cổ cáp. Còn khi mà ngoài những cái dịch vụ thay kính ép cổ cáp ra rồi vẫn không giải quyết được vấn đề thì chúng ta bắt buộc phải thay mới nguyên một bộ màn hình luôn. Thì nguyên một bộ màn hình nó sẽ có bao gồm hai nhóm màn hình, Thịnh gọi là màn hình zin rời hoặc là màn hình zin nguyên khung. Zin rời có nghĩa là cái màn hình nó nằm rời như thế này, và Thịnh sẽ tách cái bộ màn hình hư ra và Thịnh ốp dán lại vào cái bộ khung của máy. Đó, gọi là zin rời. Cái này yêu cầu cái kỹ năng ráp màn phải điêu luyện và phải có cái kinh nghiệm ha. Khi dán những cái bộ màn hình cong này thì cái việc mà lắp ráp nó mới chuẩn được. Nhiều anh em cứ nghĩ mua cái màn hình về cầm ra thợ và ráp, nghĩ thợ nào ráp cũng như thợ nào, không có. Đối với màn hình cong nó có những kỹ thuật lắp ráp rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta dán không đúng, nó màn hình nó không dính hoặc là màn hình nó dễ bị vào nước. Đó là những cái vấn đề mà nằm về cái kỹ thuật thao tác khi mà ráp màn hình rời. Đó. Vậy thì ví dụ như bây giờ để mà khỏi phải cái suy nghĩ đó, khỏi phải những cái lo lắng đó thì chúng ta chọn như thế nào? Chúng ta chọn cái loại màn hình nguyên khung, có nghĩa là màn hình đã được dán sẵn vào khung từ trong nhà máy của Samsung. Đó. Thì chúng ta không phải lăn tăn cái việc mà không biết kỹ thuật họ dán có chuẩn hay không. Đó, và khi mà màn hình nguyên khung này thì chúng ta chỉ việc chúng ta bóc những cái bộ phận linh kiện từ trên cái màn cũ chúng ta gắn qua, ví dụ như mainboard, ví dụ như camera, ví dụ như pin, loa, chuông rồi đó, chúng ta ốp nó qua. Đó, gọi là màn hình nguyên khung và chúng ta sẽ hoàn tất cái quá trình lắp ráp. Rồi, dĩ nhiên màn hình có khung nó sẽ mắc hơn so với màn hình rời. Ha, rõ ràng nó có thêm một cái bộ khung nữa. Rồi, và màn hình lại được chia thành cái tình trạng là màn hình zin mới hoặc là màn hình đã qua sử dụng, màn tháo máy. À, anh em cần nghe những cái thông số này để anh em biết được khi mà họ báo cho anh em biết được anh em được thay cái loại màn nào. Đó, màn hình đã qua sử dụng thì có thể là đã qua sử dụng nhưng chưa qua sửa chữa gì hết. Ví dụ như bóc từ máy qua gắn thôi, như cái này đây. Đó, nhưng mà đã qua sử dụng cũng có loại đã tân trang lại rồi, ví dụ như đã thay cái mặt kính mới rồi hoặc đã trải qua cái quá trình ép cáp rồi. Đó, tùy theo cái chủng loại giá nó sẽ thấp xuống. Ví dụ như màn hình ép kính
màn hình ép cáp nó sẽ thấp hơn so với cái màn hình mà đã qua sử dụng nhưng chưa sửa chữa gì hết, như cái máy như cái màn hình định thay cho bạn trai này ha. Những cái màn hình mà đã qua sửa chữa, đã qua tân trang thì chúng ta phải có kinh nghiệm và phải được một cái đơn vị chuyên sâu họ tuyển chọn, họ lọc lựa, chứ mà chúng ta không biết, chúng ta cứ đi mua bừa mua bài là chắc chắn là chúng ta sẽ dính sườn ngay lập tức. Anh em sẽ mua chúng những cái màn hình lỗi ha, về anh em xài nó sẽ phát sinh lỗi ra liền, tiền nào của đó là như vậy. Đối với những cái màn hình mà anh em thấy rẻ một cách bất thường đó thì cái vấn đề nó là như vậy ha. Chúng ta sẽ biết được những cái chủng loại màn hình nó, để anh em nghe tư vấn, anh em không có bỡ ngỡ. Nhiều khi anh em không xem video clip này, anh em nghe người ta nói, anh em thấy một hồi anh em thấy loại ngầu cào luôn đó, thì chỉ lưu ý với anh em như này. Chúng ta thay, nếu mà cái khung sườn của mình còn đẹp đi thì mình có thể lựa chọn thay màn hình zin rời, nhưng mà phải mang đến những cái cơ sở sửa chữa chuyên sâu để họ lắp ráp cho nó chuẩn đó. Còn ví dụ khung sườn chúng ta nó mốt méo, nó chày xước rồi quá rồi, thì chúng ta có thể thay một bộ màn hình có sẵn cái khung mới, một công đôi việc luôn đó. Nhưng mà lưu ý một điều, tất cả những quá trình thay màn hình đều phải trải qua cái công đoạn là kiểm tra lại tất cả những tính năng máy trước khi hoàn tất quá trình sửa chữa. Có nghĩa là máy đã phải thay màn hình thì nó đã trải qua những cái đợt va đập mạnh hoặc là vô nước gì đó như máy bạn này, thì chúng ta không loại trừ cái khả năng nó có thể phát sinh những cái lỗi ở bên trong. Nên là anh em phải yêu cầu đơn vị sửa chữa họ kiểm tra lại hết toàn bộ tất cả những tính năng máy rồi hãy lắp ráp đó. Nhiều nơi họ chỉ làm theo đúng yêu cầu thôi, anh em cứ thay màn hình, họ gắn cái màn hình vô thấy lên nguồn xong họ bắt vít bắt ốc lắp ráp dán lưng hoàn chỉnh, họ giao máy cho anh em. Khi mà như vậy á, thì anh em sẽ đối diện với cái rủi ro là anh em đem máy về xài nó phát sinh lỗi, và nó trường hợp xấu là nó phát sinh những cái lỗi quá nặng thì có thể là không sửa được, hoặc là cái chi phí sửa chữa cho cái lỗi đó nó đội lên cao quá, thì lúc này anh em lại dính vào cái tình huống dở khóc dở cười, đó là mới bỏ ra một cái số tiền lớn để thay màn hình mà bây giờ về xài cũng không được đó. Muốn xài thì phải đập vô một số tiền lớn hơn như vậy nữa thì mới xài được đó. Chúng ta đứng trước cái tình huống đó thì một đơn vị sửa chữa họ uy tín thì họ sẽ bắt buộc họ sẽ phải cân nhắc cho anh em cái vấn đề đó. Như Thịnh làm, Thịnh luôn test lại toàn bộ máy, Thịnh coi cân nhắc coi máy này nó còn vấn đề gì nữa không. Khi nào ổn thỏa hết Thịnh mới chốt với khách là thay màn hình và Thịnh lắp ráp cho khách hàng của mình. Đó là cái kinh nghiệm ha, và cái uy tín của đơn vị sửa chữa. Không phải lúc nào là cũng làm răm rắp theo yêu cầu, kêu thay màn hình, chỉ thay màn hình không là tiêu. Phải test máy lại rõ ràng. Rồi, nếu anh em nào có nhu cầu thay màn hình Note 20 Ultra, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới. Vấn đề là Thịnh cam đoan với anh em một chuyện như thế này, đó là Thịnh luôn đưa cho anh em một cái mức giá thay màn hình rất là tốt, thậm chí tốt nhiều so với thị trường, bởi vì quan điểm của mình là mình luôn muốn mang đến cho anh em một cái dịch vụ chất lượng mà giá cả nó tối ưu hết mức có thể. Thì tùy cái thời điểm anh em cứ liên hệ, mình có thể kiếm được màn hình bóc máy hay gì đó giá tốt mình sẽ báo với anh em. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.